Chào các bạn đến với kênh Cơm Tiệm TV. Hôm nay mình làm món đậu hũ nhồi thịt sốt cà. Thì món này rất là dễ làm và rất là quen thuộc, thì nguyên liệu rất là dễ mua các bạn. Món này ai cũng làm được và dễ ăn, thì ăn cơm cũng được và ăn không cũng được các bạn, rất là dễ dàng làm. Thì không để các bạn chờ lâu nữa thì mời các bạn vào bếp cùng làm với mình nha. Thì nguyên liệu để làm món đậu hũ nhồi thịt sốt cà thì trước tiên ta cần chuẩn bị là đậu hũ đi 6 miếng, tùy theo khẩu phần mình ăn nha các bạn. 6 miếng đậu hũ to. Rồi tiếp theo là thịt xay, chúng ta mua thịt nạc vai, thịt nóng dẻo, ta xay cho nó khó có độ dính nha, kết dính nó tốt nha các bạn. Tiếp theo là nấm mèo sắc sợi và bún tàu 2 cuộn khoảng 50g, ít mỡ tỏi, hành lá sắc nhuyễn, tiêu và đường, hạt nêm, một củ hành tây và 2 quả cà chua. Có nước tương và tương cà, tương ớt nha các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta sắc hành tây thành hạt lựu các bạn. Phần nửa củ thì chúng ta lại làm nhân, và phần nửa củ chúng ta làm nước sốt nha các bạn. Rồi cà chua chúng ta sắc hạt lựu luôn. Rồi tiếp theo là đậu hũ chúng ta cắt làm đôi nha các bạn. Cắt làm đôi hình tam giác. Rồi để chúng ta dễ móc cái ruột đậu hũ và chúng ta nhồi nhân thịt cho cũng dễ luôn các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta dùng cái muỗng ta sắn cho móc cái nhân ra, để hồi có lỗ trống mà chúng ta nhồi thịt cho nha các bạn. Chúng ta ấy một ít thôi, đừng có lấy hết, ta chừa một ít lại. Rồi cái phần nhân đậu hũ á, chúng ta cũng lấy trộn với thịt chúng ta làm nhân luôn. Rồi tiếp theo là chúng ta cắt bún tàu chúng ta ngâm nước lạnh sẵn rồi các bạn. Giờ ta cắt bún tàu xong rồi, tiếp tục ta cho nấm mèo vào, nấm mèo sắc sợi sẵn rồi các bạn. Rồi tiếp theo là hành tây và chúng ta sắc hạt lựu, để cho một ít một cái bịch đó, chúng ta dắt bớt nước đi. Rồi ta cho có hành tây sắc hạt lựu vào, một phân nửa củ nha các bạn. Rồi tiếp theo cho hành lá vào luôn các bạn. Cho một ít tiêu vào, một ít tỏi phi, rồi đường thì chúng ta cho 2 muỗng đường nha các bạn. Rồi hạt nêm thì chúng ta cho 2 muỗng đầy luôn. Rồi tất cả chúng ta nhồi lại, ta trộn đều hết các bạn, cho cái nhân nó dẻo, chúng ta nhồi vô đậu hũ nó mới chắc cái nhân nha các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta nhồi đậu hũ, nhồi thịt vào đậu hũ các bạn. Ta nhồi cho nó chắc nhân, đừng để nó gớt ra ngoài, nó không nó đẹp mà các bạn. Rồi cứ thế chúng ta nhồi cho khi nào hết thôi các bạn. Món này rất đơn giản và dễ làm, thì ai cũng làm được, và chúng ta đổi món cho gia đình mình bữa món này bữa món khác cho đỡ ngán các bạn. Món này rất dễ ăn các bạn. Và tiếp theo là chúng ta chuẩn bị cái chảo, chúng ta cho dầu vô. Rồi trong khi chờ đợi dầu nóng thì chúng ta làm nước sốt rồi các bạn. Chúng ta cho khoảng 1,5 muỗng hạt nêm, rồi đường thì chúng ta cho khoảng 1,5 muỗng luôn nha các bạn. Rồi tương cà thì cho 1 muỗng, và tương ớt cũng cho 1 muỗng luôn nha các bạn. Rồi nước tương cũng cho 1 muỗng nước tương luôn. Rồi chúng ta cho 1 chén nước lạnh vào. Rồi ta khuấy đều hỗn hợp lại lên. Rồi dầu đỏ nóng mà chúng ta thả đậu hũ vô nha các bạn. Nó thả vô hết rồi chúng ta giảm lửa nhỏ lại, giảm lửa thiệt nhỏ lại. Rồi tiếp theo chúng ta làm nước sốt nha các bạn. Rồi cho một ít dầu ăn vào. Rồi cho củ hành, sát hạt lựu vào luôn các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta cho cà chua, sát hạt lựu vào luôn. Rồi ta áp chảo cho nó thơm nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta cho chén nước sốt hồi nãy chúng ta pha vào. Rồi ta xào cho có độ sánh sệt sệt là được thôi các bạn. Rồi chúng ta coi đậu hũ nào vàng thì chúng ta vớt ở trước nha các bạn. Nếu mà chưa thì chúng ta chở cho nó đều. Rồi đậu hũ một ít vàng vớt ở trước rồi các bạn. Rồi ta vớt đậu hũ ra. Rồi món đậu hũ này chúng ta đã hoàn thành này các bạn. Chúng ta sắp ra dĩa, ta dùng thôi các bạn ơi. Món đậu hũ đun thịt này rất là dễ ăn các bạn. Chúng ta có thể là dùng chấm tương ớt, người ta ăn không cũng được, hay là chúng ta sốt cà sẽ ăn với cơm rất là ngon nha các bạn. Rồi chúng ta là tiếp tục chúng ta cho nước sốt cà vào các bạn. Rồi cái món đậu hũ dùng thịt sốt cà đến đây là kết thúc rồi các bạn. Các bạn thấy video của mình chia sẻ hay và dễ hiểu thì các bạn cho mình một like và một đăng ký nha các bạn, để cho mình có động lực làm video mới. Cảm ơn các bạn.